Rồi, ok, tiếp tục mình qua part 4, question 21 to 25. Read the text and question below. For each question, mark the letter next to correct answer A, B, C, or D on your answer sheet. Đây là dạng bài đọc bài test, sau đó mình trả lời câu hỏi ha, dạng multiple choice. Ok, thì đầu tiên các bạn lướt qua các câu hỏi trước, thì câu hỏi của format cũ đó giống nhau. Hai câu 21, 22 là câu hỏi tổng quát. What are the writer trying to do in the test? Tức là tác giả cố gắng làm gì ở trong bài test này. Thì A là advertise the activity center, quảng cáo về cái trung tâm này. B, describe some people she met, mô tả một vài người mà cô ấy gặp. Và C, explain how to do certain outdoor sport, giải thích bằng cách nào để làm hoặc là thực hiện một vài cái hoạt động ngoài trời nào đó. Và D, C, how she spend some free time, nói bằng cái cách nào mà cô ấy đã trải qua một vài hoặc là một ít cái thời gian rảnh. Thì câu 21 và câu 22, cả hai câu này đều là dạng tổng quát hết. Bạn phải đọc xong nguyên một bài bạn mới hiểu được cái ý của tác giả, đúng không? Rồi vậy chút xíu mình sẽ trả lời hai câu này sau. Câu 22, what can the reader learn from the test? Người đọc biết gì về cái bài test này? A, when to depend on other people at the center, khi nào thì phụ thuộc vào những cái người khác ở tại trung tâm. Và B, how to apply for a place at the center, là bằng cách nào để apply for, là nộp cái đơn vào một cái chỗ, có một cái chỗ ở tại trung tâm ha. Thì câu C, what sort of activity you can experience at the center, cái loại hoạt động nào mà bạn có thể trải nghiệm ở tại trung tâm. Và câu D, which type year is best to attend the center, cái thời điểm nào trong năm thì tốt nhất để tham dự ở tại trung tâm. Câu 23 và 24, 25 là dạng câu hỏi chi tiết, như vậy bạn sẽ ưu tiên trả lời ba cái câu này trước. Câu 23, how do you think the writer might describe her weekend? Bạn nghĩ như thế nào về cái tác giả có thể mô tả như thế nào về cái kỳ nghỉ của cô ấy? A, nó là interesting, rất là thú vị. Câu B, nó relaxing, thư giãn. Câu D, câu C, nó frightening, rất là sợ hãi. Và câu D là unpleasant, không có vui. 24, what do we learn about the group? Chúng ta học gì về cái group, là cái nhóm người mà tí xíu mình sẽ đọc trong bài. Some of them has been there before, một vài người trong bọn họ thì đã ở đây trước đây rồi. B, they had already chosen their preferred activity, họ đã chọn cái hoạt động mà họ yêu thích hơn. Câu C, some of them already knew each other, một vài trong bọn họ thì đã biết nhau trước đây rồi. Và câu D, they came from the same city, họ đến từ cùng một thành phố. Câu 25, which is the following advertisement describe the activity center, cái mẫu quảng cáo nào dưới đây có thể mô tả về cái trung tâm mà hoạt động này. Cái trung tâm này là chỗ mà họ tới vào cuối tuần. Rồi, A, B, C, D, tí xíu mình đọc trong bài rồi mình là loại ra, mình chọn ha. Ok, mình qua bài test mình đọc ha các bạn. A month ago, I had no idea that on Saturday afternoon in November, I'd be hanging 30 meters above the crowd and enjoy it. Now I look down at the river far below me and realize why people love rock climbing. Cách đây một tháng thì tôi không hề có cái ý tưởng là vào một cái buổi trưa ngày thứ bảy của tháng 11 thì tôi sẽ treo mình lơ lửng là 30 mét cách mặt đất và rất là thích thú với cái chuyện đó. Bây giờ thì tôi nhìn xuống bên con sông pha, tức là xa ở bên dưới tôi, và tôi nhận ra tại sao mà người ta lại yêu thích leo núi. Đó là nội dung của đoạn 1. Đoạn 2, my friend Matt and I had a drive at the activity center on Friday evening. The accommodation wasn't wonderful, but we had everything we need, beds, blankets, food, and we were pleased to be out of the city in the fresh air. Bạn của tôi là Matt và tôi đến ở tại cái trung tâm này vào tối thứ sáu. Cái chỗ ở thì nó cũng không có được tuyệt vời, nhưng mà chúng tôi có mọi thứ mà chúng tôi cần, ví dụ như giường ngủ nè, chăn mền và đồ ăn. Và chúng tôi rất là vui vì đã ra khỏi thành phố ở trong cái bầu không khí trong lành. On Saturday morning, we met the other 10 members of our group.
Cameron had come along with two friends, Kevin and Simon, while Sister Carol and Clint had come with Amanda. We had come from various places and none of us knew the area. Vào sáng thứ bảy thì chúng tôi gặp cái 10 cái thành viên khác của nhóm chúng tôi. Cameron thì đi cùng với hai người bạn là Kevin và Simon, trong khi chị Carol và Clint á thì đi với Amanda. Hai chị em ha, Carol và Clint thì đi với Amanda. Và chúng tôi đến từ nhiều cái nơi khác nhau và không ai trong chúng tôi biết được cái khu vực này. Ok, mình qua cái đoạn C cuối cùng. We knew we were going to spend the week outdoor, but none of us were sure exactly how. Half of us spent the morning caving, while the other went rock climbing, and then we changed at lunchtime. Max and I went to the cave first. Climbing out were harder than going in, but after a good deal of pushing, we were out at last. Covered with mud, but pleased and excited by what we done. Chúng tôi biết là chúng tôi sắp sửa sẽ trải qua một cái tuần, một cái những cái ngày nghỉ cuối tuần ở bên ngoài, nhưng mà không ai trong chúng tôi biết chính xác là bằng cách nào. Phần nửa chúng tôi trải qua buổi sáng ở trong hang động, trong khi phần còn lại thì đi leo đá ha các bạn, leo lên đá, và rồi chúng tôi đổi vào giờ trưa. Matt và tôi thì đi vào trong hang động đầu tiên, đi trước. Leo ra ngoài thì có vẻ nó khó hơn là đi vào trong, nhưng mà sau cùng thì sau đó thì after a good deal pushing, sau một cái nỗ lực mà đẩy các bạn, thì chúng tôi cũng cuối cùng cũng ra ngoài, phủ đầy bùn, nhưng mà rất là vui và hào hứng bởi những gì mà chúng tôi đã làm. Đó là toàn bộ nội dung của bài test. Và như vậy chúng ta sẽ trả lời cái câu hỏi chi tiết là câu 23 trước. How do you think that brighter mind describes her weekend? Ở dòng cuối cùng mình sẽ thấy ha, cô ấy rất là interesting, cái tác giả của bài viết này nè, cảm thấy là có một cái ngày cuối tuần interesting ngay chỗ vị trí của dòng cuối này. But after a good deal, we were out at last, covered with mud, but pleased and excited by what we did. Đó là nội dung ha. Có thể mình sẽ lấy ngay chỗ vị trí này, nó là trả lời cho câu 23. Còn mình sẽ thấy ngay chỗ là relaxing, thư giãn. Có thư giãn không các bạn? Không có ha. Bởi vì rất là vất vả, ngoài cái chuyện đi vô động rồi còn phải leo đá nữa thì cho nên sẽ không có. Frightening thì cái ý này không có nói, còn unpleasant, không vui, không hài lòng thì cũng không có. Câu 24, what do we learn about the group? Some of them has been there before. Câu này bị sai. Câu này lỗi luôn. Là ngay chỗ cái vị trí này nè các bạn, chưa ai trong chúng tôi, cuối dòng cuối cùng của đoạn thứ 3, we had from various places, but none of us knew the area. Chưa ai trong chúng tôi biết cái khu vực này hết. Như vậy cái này nó sẽ trừ câu 23, tức là lỗi được câu 24 A. Mình sẽ đánh vô đây là trừ 24 A. Tiếp tục ở bên đây nè, cũng dòng này luôn, nó sẽ cho mình trừ tiếp nè. They came from the same city. Trừ luôn 24 đi. Lỗi luôn câu 24 đi. Bởi vì sao? We had come from various places. Chứ đâu có ai trong chúng tôi mà đến cùng thành phố đâu. Đến từ nhiều nơi khác nhau mà. 24 đi. Ok. Rồi. Còn lại cái dòng B của mình là they had already chosen their refer activity. Câu này bị sai luôn. Nó nằm ở ngay chỗ này nè. Chúng tôi biết là chúng tôi sẽ đi ra ngoài nha. Đây, spend the weekend outdoor, but none of us were sure exactly how. Không ai biết là chính xác là bằng cách nào hết. Như vậy ngay chỗ cái dòng này nó lại lỗi tiếp cho mình câu 24B nữa các bạn. Mình này ghi ngay đây ha, mình trừ 24B. Ok. Trừ 24B. Như vậy thì chỉ còn một cái ý C là lựa chọn cuối cùng. Some of them already knew each other, đúng không? Mặc dù cái ý này nè, mình chỉ thấy nó thể hiện ở ngay chỗ này nè. Tất cả là nhiều lắm. Ngoài hai người bạn đến vào ngày thứ sáu là Matt và tôi á, thì 10 thành viên khác đến, thì mình sẽ thấy nè, thứ nhất là Cameron thì đến với hai người bạn là Kevin và Simon, vậy họ biết nhau, họ là bạn bè mà. Rồi hai chị em Carol và Clint này thì
là hai người này chị em đương nhiên phải biết nhau, là đi với Amanda, còn họ biết hay không không biết, nhưng mà rõ ràng ở chỗ này là Summerdom, Summer cái group này nè thì họ biết nhau trước đây rồi. Như vậy 24 mình sẽ chọn là C, câu 24 này. Rồi tiếp tục mình qua câu 25. Cái mẫu nào ở dưới đây nè, cái quảng cáo thì mô tả thích hợp nhất cho cái trung tâm mà của cái mấy cái hoạt động này. Câu A, activity center, setting beautiful countryside, ấy này không có bị sai. Accommodation and meals provided, vẫn ok luôn. Makeup, your own timetable. Makeup là hãy làm ha, your own timetable, cái lịch trình riêng của bạn, cái ý này không anh không hề nói, ý này có thể sai. Children for a variety of activity, và lựa chọn từ nhiều cái hoạt động khác nhau. Horse riding, ý này không có nói, bị sai ha. Rồi fishing cũng không có nói, hill walking không có, sailing không có luôn, mountain biking không có. Như vậy cái câu A này nó sẽ bị sai, mình lỗi nó đi. Rồi mình qua cái B. Activity center set in beautiful countryside, accommodation provided, đúng. Work with a group, đúng. We show you a range of outdoor activity that you didn't realize you could do. Chúng tôi sẽ cho bạn nhiều cái hoạt động ở bên ngoài và bạn không thể nhận ra là bạn có thể làm được. Vậy nguyên cái nội dung của B này nè, không có cái nào sai hết, thì mình tạm để nó, mình qua tiếp cái C. Activity center setting beautiful countryside, enjoy luxury of our accommodation, ý này bị sai. Hãy thưởng thức ha cái chỗ ở mà sang chảnh của chúng tôi. Each room has its own bathroom, mỗi một cái phòng thì nó lại có cái phòng tắm riêng. Work with a group, làm việc cùng với nhóm. All have individual teaching, và có individual là cái giảng dạy mà cá nhân luôn. Trong khi cái ý mà dạy cá nhân á, thì không có nói. Còn cái phòng tắm sang chảnh và cái chỗ ở sang chảnh thì nó bị sai. Accommodation wasn't wonderful. Vậy hai chỗ này mình sẽ loại được câu 25. Đây, mình sẽ loại được 25C luôn ha các bạn. Không có cái ý là phòng tắm, chỗ ở sang trọng gì cả. Rồi, tiếp tục mình qua cái D. Activity center set in beautiful countryside. You can spend the day doing outdoor activity. And we will find your accommodation with a local family. Cái ý này cũng sai luôn. Không có chỗ ở của các bạn thì không phải ở với cái gia đình ở cư dân địa phương, mà chỗ ở này là chỗ ở với chính ở trong ngay chỗ trung tâm này luôn. Chỉ có điều nó không được sang chảnh thôi. Như vậy mình sẽ quay lại mình chọn cái cuối cùng của mình, chính là B, là cái mẫu quảng cáo thích hợp nhất cho trung tâm này. Rồi sau khi làm xong hai câu chi tiết thì ba câu chi tiết bạn sẽ quay về, bạn chọn hai cái câu tổng quát là câu 21. Tác giả cố gắng làm gì trong cái bài test này thì rõ ràng tác giả chỉ có say how she spends some free time thôi, tức là nói là bằng cách nào mà cô ấy đã trải qua cái thời gian rảnh của mình, tức là vào cuối tuần đến trung tâm vừa đi leo đá và vừa đi vô trong hang, chứ còn không có cái ý nào là quảng cáo cho cái trung tâm này hết. Hãy đến đây đi, nó tốt lắm rồi kia, không có ha. Rồi hoặc là mô tả một vài người cũng không có mô tả luôn mà cô ấy gặp. Rồi explain how, mô tả how to do cũng không có. Như vậy là how to do a certain spot này cũng không có luôn. Rồi câu 22, what can the reader learn from the text, tức là sau khi mình đọc xong thì mình sẽ thấy cái ý mà rõ nhất là what sort of activity you can experience at center. Đó là cái loại hoạt động là leo vô trong hang và leo đá. Còn which time of year, thời điểm nào tốt nhất trong năm là không có nói. Hoặc là bằng cách nào để nộp đơn cho một cái chỗ tại trung tâm cũng không có luôn. Còn when to depend on other people cũng không có luôn. Như vậy sau khi mình đọc xong hết ý của mà các bạn nhớ, các bạn sẽ chọn được cái hai cái câu tổng quát này. Đó là cái cách làm chung cho cái Part 4 của cái format cũ. Còn như vậy Part 4 một cái format mới thì mai mốt gặp thầy sẽ giảng cho các bạn sau. Có thể là mỗi một cái đoạn nó tương ứng với một câu. Còn ở đây rõ ràng nó nằm rải rác thì mình phải làm những cái câu mà mang tính chất chi tiết trước, rồi sau đó mình mới quay trở lại mình chọn cái câu mà của tổng quát sau ha. Ok, mình xong Part 4 ha các bạn.